Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Quan chức Kherson xác nhận một số lớn quân Nga tử trận khi cố gắng vượt sông Dnipro. Một quan chức Ukraine lần đầu tiên thừa nhận rằng thành phố Kherson hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng cảnh báo rằng một số quân đội Nga có thể đã ở lại trong trang phục dân sự. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv sáng thứ Bảy ngày 12 tháng 11, Serhiy Khlan, một thành viên của Hội đồng khu vực Kherson của Ukraine nói rằng việc giải phóng thành phố Kherson và bờ Tây Dnipro đang ở giai đoạn cuối. Ông cảnh báo rằng nhiều quân đội Nga đã vứt bỏ quân phục của họ và hiện đang ẩn náu với trang phục dân sự. Họ sẽ âm mưu khiêu khích, hoạt động cờ giả trong thành phố. Ông nói, còn rất nhiều việc phía trước trong việc khử mình và dọn sạch thành phố. Cư dân của thành phố Kherson mà CNN đã nói chuyện trong những tuần gần đây xác nhận rằng nhiều binh sĩ Nga đang sử dụng trang phục dân sự. Khlan cũng nói rằng một số lượng lớn quân đội Nga đã chết đuối khi cố gắng chạy trốn khỏi thành phố. Ông nói, lực lượng vũ trang của chúng tôi trong các cuộc tấn công dữ dội đã tiêu diệt hầu hết những người Nga đang chạy trốn như lũ chuột đến bờ phía đông của Dnipro. Họ đang chạy trốn bằng những chiếc phà phao mà họ đã đặt ngay bên dưới cầu Antonivsky sau khi bỏ lại thiết bị của họ. Thật đáng tiếc rằng nhiều người Nga đã chết đuối. Chúng tôi đã cho họ cơ hội đầu hàng. Trong khi rút lui, ông nói rằng các lực lượng Nga đã kích nổ chất nổ tại nhà máy điện Kherson và phá hủy một phần anten TV. Các bức ảnh về anten TV bị phá hủy đã được đăng tải sáng nay trên Telegram. Ông nói thêm rằng thông tin liên lạc trong thành phố vẫn vô cùng khó khăn và cả nhiên liệu và điện đều khan hiếm. Quốc kỳ Ukraine được kéo lên ở thành phố Kherson. Kể từ bây giờ, quốc kỳ Ukraine sẽ xuất hiện trên tất cả các tòa nhà ở Kherson. Đây là điều chúng tôi đã mơ ước từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến, ông nói thêm. Bộ tư lệnh tiền phương của quân Nga sau khi rút lui khỏi Kherson bị trúng hỏa tiễn. Trong bản báo cáo chiều thứ Bảy ngày 12 tháng 11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết sau khi quân Nga rút lui khỏi Kherson sang bờ phía đông của sông Dnipro, khả năng rất cao là quân xâm lược sẽ bắn phá vào thành phố Kherson vừa được giải phóng. Khả năng này chưa xảy ra vì họ cần thời gian để nắm vững bọn nằm vùng cải trang thành dân thường hiện nay đang ở đâu. Khả năng này cũng có thể chưa xảy ra vì lực lượng Ukraine đã tấn công vào bộ chỉ huy Nga ở vùng Kherson, tiêu diệt hơn 30 kẻ xâm lược, phá hủy 2 xe tăng và 4 xe tải chuyển quân. Phát ngôn nhân Bộ Tổng tham mưu Ukraine Valeriy Plokhit cho biết, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào trụ sở mới được thành lập của quân xâm lược Nga ở làng Chevoni Maiak, vùng Kherson, loại khỏi vòng chiến hơn 30 quân xâm lược, trong đó có các sĩ quan cao cấp, và phá hủy 2 xe tăng và 4 xe tải. Tình hình trong khu vực hoạt động của Taviz đang căng thẳng, nhưng trong tầm kiểm soát. Địch đang bố phòng dọc tả ngạn sông Dnipro. Nhưng các biện pháp đối phó của quân ta cũng đang được tiếp tục ở bờ Tây. Kẻ thù, sau khi các đơn vị chủ lực của chúng rút khỏi hữu ngạn, đã cho nổ tung các cây cầu đường bộ và đường sắt Antonivka nhằm gây phức tạp cho việc di chuyển tiếp theo của quân đội chúng ta. Cô cho biết, ít nhất quân Nga đã phá hủy 7 cây cầu quan trọng của Ukraine. Theo nhận xét của cô, cuộc rút lui này là một cuộc tháo chạy tán loạn không phải là một cuộc di tản có trật tự như phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov mô tả. Để giải thích cho luận điểm của mình cô cho biết, do quá sợ hãi, hay do thông tin liên lạc hoảng loạn, quân Nga nổ tung các cây cầu trong khi các đơn vị khác của họ vẫn còn ở phía sau. Hơn thế nữa, quân xâm lược đã bỏ lại đến 12 hệ thống pháo trong tình trạng hoàn hảo. Họ không có thời gian kéo đi, cũng chẳng kịp phá hủy. Theo báo cáo, lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm giải tỏa các khu định cư theo hướng Kherson ở cả hai bên bờ của sông Dnipro. Do các hoạt động tấn công thành công, các đơn vị tiền phương của quân đội Ukraine đã đến được hữu ngạn sông Dnipro. Các biện pháp xác định và tiêu diệt kẻ thù ở một số khu định cư đang được tiến hành. Công việc cũng đã bắt đầu ở trung tâm khu vực. Máy bay Ukraine đã mở nhiều cuộc tấn công các điểm tập trung thiết bị của kẻ thù sau khi quân xâm lược rút lui khỏi Kherson. Các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công 34 lần vào các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị của quân xâm lược. Tại mặt trận vùng Đông Bắc, các đơn vị của lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân xâm lược Nga trong khu vực 14 khu định cư ở các vùng Kharkiv, Luhansk và Donetsk. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, và chưa kể con số lính Nga bị chìm dưới dòng sông Dnipro, đã có tới 810 binh sĩ Nga bị loại khỏi vòng chiến cùng với 24 xe tăng và 34 xe thiết giáp. Tính chung, lực lượng vũ trang Ukraine đã loại khỏi vòng chiến khoảng 80.210 binh sĩ Nga tại Ukraine từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 12 tháng 11. Tổng thiệt hại chiến đấu của quân xâm lược cũng bao gồm 2.838 xe tăng, 5.730 xe chiến đấu bọc thép, 1.829 hệ thống pháo, 393 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 205 hệ thống phòng không, 278 máy bay chiến đấu, 261 máy bay trực thăng, 1.506 máy bay không người lái, 399 tên lửa hành trình, 16 tàu chiến, 4.279 xe chuyển quân và nhiên liệu, 160 đơn vị thiết bị đặc biệt. Các blogger quân sự Nga chỉ trích tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga là không đúng sự thật. Một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga nhắc lại rằng tất cả quân đội Nga đã được rút khỏi bờ Tây của khu vực Kherson kể từ đầu ngày thứ Sáu. Tất cả nhân viên, vũ khí và thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Nga đã được rút sang bờ phía đông. Tổng cộng hơn 30.000 quân nhân Nga, khoảng 5.000 vũ khí và thiết bị quân sự cũng như tài sản vật chất đã được di tản. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết như trên. Tất cả các thiết bị quân sự của Nga cần được sửa chữa cũng đã được đưa đến bờ Tây của Dnipro. Ông nhấn mạnh rằng không một phần thiết bị quân sự hoặc vũ khí nào bị bỏ lại ở bờ Tây. Nhưng video trên các mạng xã hội của các blogger quân sự Nga lại cho thấy một cảnh tượng khác. Xe tăng, xe bọc thép nằm dọc theo những con đường hướng đến sông Dnipro. Trong nhiều trường hợp, chúng bị bắn cháy, nhưng cũng không thiếu các trường hợp những thiết bị này không bị hư hại gì. Tổ lái đơn giản là nhảy khỏi xe chạy bộ để tránh chết chung với xe dưới làn mưa pháo của quân Ukraine. Các bloggers quân sự Nga đã tấn công Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Đại tướng Sergei Surovikin là người mà gần đây họ vẫn coi là một ngọn hải đăng của hy vọng. Một số bloggers đi xa đến mức kêu gọi bắn chết hai người này vì kế hoạch rút lui khỏi Kherson mà họ cho là ngu xuẩn và chết chóc. Ukraine cũng kêu gọi bất kỳ binh sĩ Nga nào còn lại ở bờ Tây đầu hàng ngay lập tức và các quan chức cảnh báo một số binh sĩ Nga có thể đã ở lại trong trang phục dân sự. Ukraine đã khẳng định rằng họ đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các điểm tập trung binh lính Nga đang rút lui. Nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết bất chấp những nỗ lực của kẻ thù nhằm làm gián đoạn việc chuyển quân của Nga, không có tổn thất nào về nhân sự, vũ khí, trang thiết bị quân sự và vật chất. Hệ thống phòng không và tác chiến điện tử của Nga đã đẩy lùi mọi nỗ lực tấn công hỏa tiễn. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố rằng cuộc tiến công của Ukraine đã bị kìm hãm trong vài ngày. Nó cho biết các cuộc tấn công bằng pháo binh, các cuộc không kích và sử dụng bãi mìn của Nga đã ngăn chặn các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ở khoảng cách 30 đến 40 km tính từ khu vực giao nhau trên sông Dnipro. Ukraine lần đầu tiên thừa nhận rằng họ đã thực hiện cuộc tấn công vào tàu Nga ở Sevastopol. Ukraine đã thừa nhận rằng các lực lượng của họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào hạm đội Nga và bến cảng tại Sevastopol ở Crimea vào cuối tháng trước. Một nền tảng huy động vốn cộng đồng của chính phủ cho biết, vào ngày 29 tháng 10 năm 2022, máy bay không người lái của Hải quân đã tấn công tàu Nga trong một hoạt động được thực hiện hoàn toàn bởi các thiết bị không người lái trên không và dưới nước. Nền tảng nói rằng các máy bay không người lái nhỏ và nhanh đã làm hư hại 3 tàu của Nga, bao gồm đô đốc Makarov, một khinh hạm cũng là soái hạm của hạm đội Hắc Hải của Nga. Các nhà chức trách Nga thừa nhận thiệt hại cho một tàu quét mìn nhưng không đề cập đến bất kỳ tàu hải quân nào khác, không có xác nhận độc lập nào về việc Makarov bị hư hại nghiêm trọng. Trang web huy động vốn cộng đồng cho biết mục tiêu của họ là tập hợp một đội tàu gồm 100 chiếc như vậy. Họ sẽ bảo vệ vùng biển của chúng ta, ngăn chặn các tàu Nga mang hỏa tiễn, bảo vệ các tàu buôn và thực hiện các nhiệm vụ bí mật. Nền tảng ước tính chi phí của mỗi máy bay không người lái hải quân là 250.000 USD. Các lực lượng Ukraine đã kiểm soát phần lớn khu vực Kherson. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov nói rằng tất cả quân đội Nga đã được rút khỏi bờ Tây của khu vực Kherson kể từ đầu ngày thứ Sáu. Konashenkov tuyên bố rằng không có một phần thiết bị quân sự hoặc vũ khí nào được để lại ở hữu Nga. Tuy nhiên, phóng viên CNN cho biết họ chứng kiến tận mắt xe tăng, xe thiết giáp và các thùng đạn dược của Nga bị bỏ lại hai bên đường như trong trường hợp quân Nga rút lui khỏi Kharkiv 2 tháng trước đây. Các quan chức Ukraine cho biết một con số đông đảo lính Nga đã đầu hàng, một số khác đã bị bắt tại mặt trận, và có cả một số binh sĩ Nga có thể mặc quần áo dân sự ở lại trong thành phố Kherson. Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng bất kỳ binh sĩ Nga nào còn ở lại bờ Tây nên đầu hàng ngay lập tức để tránh cái chết. Theo các ước tính của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, chỉ trong vòng vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra lệnh rút về bờ đông của sông Dnipro vào hôm thứ Tư, các lực lượng Nga đã mất khoảng 40% diện tích mà họ đã chiếm được trước đó trong khu vực Kherson. Nhìn chung, Ukraine đã giành lại khoảng 10.000 km vuông lãnh thổ ở khu vực Kherson. Của chúng tôi, Kherson là của chúng tôi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bình luận về cuộc rút lui của Nga bằng một đoạn video về lễ kỷ niệm ở thành phố Kherson. Trong một diễn biến mới nhất, lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm lại một phần khác của vùng Kherson là thị trấn Tiyahinka, gần thị trấn chiến lược Nova Kakhovka, bất chấp việc quân Nga phá hủy các cây cầu trên đường rút lui. Một số bức ảnh cũng được CNN xác thực và định vị địa lý cho thấy các lực lượng Ukraine đã có thể tiến vào thị trấn mặc dù cây cầu của đường cao tốc chính và một cây cầu dành cho người đi bộ đã bị quân Nga phá hủy khi họ rút lui. Quan chức do Nga cài đặt ở Melitopol của Ukraine sống sót sau nỗ lực ám sát. Một quan chức do Nga cài đặt tại thành phố Melitopol ở vùng Zaporizhnya đã sống sót sau một vụ ám sát. Giám đốc sở thể thao của thành phố Andrei Boyko đã phải nhập viện với vết bầm tím và vết thương nhẹ sau khi một thiết bị nổ phát nổ khi ông đang rời khỏi khu chung cư của mình. Truyền thông Nga cho biết như trên vào ngày 11 tháng 11. Kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine vào tháng 2, một số quan chức do Nga chỉ định trong các vùng lãnh thổ bị quân đội Nga chiếm đóng đã bị giết hoặc bị thương trong các cuộc tấn công ám sát. Khóc vì hạnh phúc, thành viên Quốc hội Ukraine bày tỏ niềm vui về cuộc rút lui lịch sử của Nga khỏi Kherson. Kira Rudik, một thành viên của Quốc hội Ukraine, nói với CNN rằng sự rút lui của các lực lượng Nga khỏi thành phố Kherson ở phía nam đã thúc đẩy quá nhiều tiếng khóc vì hạnh phúc. Hôm nay là một ngày lịch sử, chúng tôi sẽ nhớ nó vì chúng tôi đang giải phóng trung tâm khu vực Kherson đã bị chiếm vào đầu cuộc xâm lược và không có quá nhiều người tin rằng điều này sẽ được thực hiện. Mọi người đang rất hạnh phúc, họ đang đọc kinh và tôi có thể nói với bạn rằng có rất nhiều tiếng khóc vì hạnh phúc. Bởi vì khi không ai tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó, Kherson vẫn là của Ukraine và nó đã được giải phóng ngày hôm nay, cô nói với Jim Suto của CNN. Rudik cảnh báo rằng việc quân Nga rút lui khỏi Kherson nên được gọi là một cuộc tháo chạy tán loạn chứ không phải là di tản chiến thuật. Đó là kết quả của các cuộc chiến đấu dữ dội và các hành động chiến lược của quân đội Ukraine và sự hỗ trợ của các đồng minh của chúng tôi. Không có gì được Nga trao ra trong cuộc chiến này. Nó luôn là kết quả của nỗi đau, cái chết và sự quyết tâm và nỗ lực đáng kinh ngạc của những người lính Ukraine. Khi được hỏi về khả năng đàm phán để chấm dứt chiến tranh, Rudik cho biết Ukraine yêu cầu bảo đảm an ninh. Câu hỏi vẫn như cũ, làm thế nào chúng ta có thể tin tưởng rằng Putin sẽ không tấn công chúng tôi vào ngày mai, hoặc trong 1 năm, hoặc 5 năm nữa? Bởi vì điều chính mà chúng tôi nợ con cái của chúng tôi, nợ thế hệ tiếp theo là chúng sẽ không phải chiến đấu hết lần này đến lần khác, Rudik nói. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.